Hôm nay đến hẹn lại lên sẽ là best show Bolero. Lần này chủ đề cũng sẽ khác hơn lần trước. Và người tham gia chung với Táo hôm nay cũng là người mới toanh luôn. Người biết anh đây là ai không? Táo thì không cần phải giới thiệu ha. Ở đây là Thái Chân, idol Cần Thơ. Hello mọi người chung room nha, em chào anh Lâm. Chào trợ lý Trang Nguyễn nha, chào Kaka. Hello mọi người, em là Thái Trần, idol Cần Thơ, lần đầu tiên với show cùng với Tám. Hà mã. Rồi, hôm nay best show của chúng ta có chủ đề là còn mãi với thời gian nha mọi người. Còn mãi với thời gian. Hôm nay là chúng ta sẽ xoay quanh về những bài hát bất hủ, ngọt ngào liên quan đến còn mãi với thời gian. Chủ đề này chắc cũng rất là quen thuộc luôn á. Vì Bolero chỉ xoay quanh những chủ đề này thôi à. Chào em xinh gái, hello anh. Hello Long nha, hello Kaka. Hello mọi người mới vô. Rồi đầu tiên thì Tám với Trân sẽ mở màn hát tặng mọi người trước ha. Thì mình sẽ mở màn mình hát hai bài, sau đó thì sẽ đến phần mini game cũng như thường lệ thôi, sẽ hát hai bài trước. Bây giờ hát tiếng Việt xưa trước hay là hát anh khổ vì ai trước? Không biết mình hát em hát được bài ai khổ vì ai. Mở đây trước nào. Rồi bài đầu tiên sẽ là ca khúc Ai khổ vì ai nha. Biết chuẩn có hát được không? Hãy subscribe cho kênh Talktv để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi xong bây giờ là đến Tám nha. Tám sẽ hát tặng cho mình một cái bài hát mà giống như màu áo của Tám luôn. Ông số già cửa gì đó. Bao nhiêu con người ở đây nãy giờ tôi ngồi tôi chụp màn hình là hết rồi nha, tôi ghi hết rồi đó. Nhớ nha, nhớ không nghe số già. Ủa cái nick này là ai ta? Ông kiến à? Trời quải có kiến, nãy giờ tưởng gà không luôn. Kiến nha kiến, nhớ nha kiến. Lâu mà thứ tư gửi quà cho chế đi nha kiến. Rồi chiều nay lo vô rơi đời có người nhìn buồn lây gương nhớ thương rơi tình cô liêu ấm thêm lòng yên cả.
về hưu và là cho số tim vỡ liền. Nhớ nha. Dạ mày không tin được luôn á. Ông chờ thời cơ lắm. Hello anh Lichina nhỉ. Hãy tìm đi. Đó tin rồi nè, đang tin rồi. Rồi xong. Hai tiết một trò xong đã xong. Giờ đến mini game. Cái mini game này kỳ ghê luôn. Đúng rồi, nó kỳ ghê luôn. Bây giờ mình đổi lên mini game như thông thường thì mới đổi lại luôn á. Tự nhiên đang không mình hát mình quen cái bài làm sao mà mình đổi cho khác được đúng không? Nè, cái luật mini game là cái gì nè? Mỗi idol sẽ hát 5 đoạn, nghĩa là được 5 lần hát. Và một lần hát là sẽ hát bất kỳ trong một cái bài bolero nào đó, nhưng mà phải hát sai cái lời. Ví dụ như cái lời đang đúng thì mình phải chế cho nó khác để cho cái idol cái bên á sẽ phát hiện ra, đón ra hát đoạn sai chỗ nào rồi sửa lại hát cho đúng. Đó, mọi người nghĩ ơi, hát kỳ không? Tự nhiên đây không mình hát quen giờ mà mình hát sai á, nhiều khi mình hát đúng thì sao? Không hát sai được luôn á. Làm sao mà chế ra được? Chỉ có mấy giây để hát một câu thôi. Như vậy nó khó rồi, bây giờ mình chơi bình thường đi. Mọi người trà sữa gì với mày không biết. Đang xô nhắc trà sữa với tôi là thấy muốn nghịch với tôi rồi đó. Rồi bây giờ cứ như thay lại thông thường đi. Bây giờ mọi người cứ việc test chat cái tên bài hát đi. Rồi Tám mới cho biết bài nào thì sẽ hát một đoạn cho bài đó. Vậy thôi cho nó đơn giản. Quan trọng là vui thôi chứ cần gì phải gì cầu kỳ đúng không? Mình Tám thấy cái này nó cứ sai sai sao? Kỳ kỳ. À biết rồi, biết cỡ bộ áo đỏ rồi hoài luôn á. Bây giờ test chat bài hát cho tôi lẹ đi nè. Hợp tác với chương trình đi. Thiệt tình á. Bây giờ đi 1, 2, 3 bắt đầu nha. Bắt đầu mấy ông test chat bài hát nha. Cào bằng phím lên Google search tên bài hát nha. Đó. Áo trắng hả? Trời đất ơi, đừng có nói áo trắng nha. Ừ, trắng bậy lắm rồi, ông bậy lắm rồi. Công bộ. Bây giờ tự nhiên đang đỏ tím mà có trắng là thấy mệt rồi đó. Trời ơi, bây giờ bà ăn bỏ sang cái chuyện áo tím, áo đỏ sang bên đi. Bây giờ cào bằng phím đi nè. Bắt đầu để tên bài hát nha. Áo tím số 41 hả? Ờ, số 41, số 41. Tám gút một coi số 41 nè. Số 42 luôn kìa, biết không? Số 42 biết không? Bà nghe mình nói số 41, số 42 bà cũng nói theo mà bà không biết số 4 là gì. Bảo cũng nói theo mình. Số 41, số 42 mà bảo không biết mày. Mà bảo cũng dành đó. Em số 42. Ủa mà số 42 là gì? Lại luôn. Chôm chôm hả? Chôm chôm, tiễn chôm chôm ra đi nè. Tới mùa chôm chôm mà chôm chôm này kỳ quá. Số 41 quá không? Cười xỉu với bạn. Số 41 hả? Mới đầu vô sao ta quên rồi. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là trôi tình nhớ, mơ vui là lúc nghiền đắng cay sẽ tâm hồn. Chắc nhiều đi mấy ông. Xong rồi đám với chân có thể nào cào bằng phía mạnh mạnh nữa không? Trời, bà cơ bản dụng cái đi. Cái gì đâu mà xấu xa biết nè. Ở tới chân nè. Tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe hồn như dòng suối trôi vào khoảng vắng vô. Chỉ có thể hát được một đoạn thôi, không có thuộc bài này. Ừ, bài gì đó, sao không ai tới chát hết trơn gì
trời. Ờ, lên quà đi trời. Đúng rồi đó. Bởi vì nó tính quà kiếm ru liền. Đó, anh mê em rồi. Thấy ghê quá. Kiếm đi, kiếm bài nào nó đi. Ví dụ như là mấy bài của chị Như Quỳnh đi. Bây giờ định 1600 anh em nhìn bốn mắt cười hả? Tá chát nhiều đi. Trừ hao những bài không biết nữa. Mọi người tìm vì tá chát đi, thích bài nào tá chát đại lại đi. Bài nào cũng được hết. Chiều cuối tuần hả? Chiều cuối tuần em biết nè. Anh ơi tôi lên đường phố cũ, chiều anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô, nghe sao duyên bước cô đơn. Chuyện tình không phải vậy kìa, hoa nở về đêm em biết hết nè. Chuyện từ một đêm cuối nẻo, một người tiến một người đi, đẹp tựa bài thơ, nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn. Bông mua tím. Chuyện tình không dĩ vãng rồi. Chuyện tình không dĩ vãng. Không biết bài này. Nhầm khi em biết nhưng mà không biết tụng. Không biết mà tự nhiên không mình quên lời á. Đúng rồi. Vùng lá me bay trời đất ơi. Đoạn tuyệt, đoạn tuyệt, đoạn tuyệt. Như Quỳnh. Đoạn tuyệt đó cơ. Đoạn tuyệt nghe nó hát đoạn tuyệt. Đến 800 hát chuyện tình không dĩ vãng hả đó. Mấy ông này có cái xì tai gì đó. Bình thường kêu làm kiếm rung à. Nói chuyện làm cái dồn dập luôn rồi nha. Hôm bữa với Xuân cũng vậy. Và chuyện tình dĩ vãng nha. Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn, mang suy tư về. Này đôi mắt nhung, kêu xa môi mềm, tìm đến cơn mê. À màu đỏ à. Đến cơn mê. Nửa đêm ngoài phố kìa. Đoạn tuyệt biệt. Người ngoài phố luôn, lẽ này hát nhau, đoạn tuyệt nữa. Đẹp dễ đó. Đoạn tuyệt. Má chơi má sợ thế này, má sợ thế thôi. Thầm chào nhau thôi. Thầm chào nhau thôi, rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nơi giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. À, lên đến phận buồn em biết nè. Nửa đêm ngoài phố. Nửa đêm ngoài phố. Nửa đêm ngoài phố. Người ngoài phố trước nè. Người đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi ngoài phố, mây ru chân lạc lối. Thành phố cũ người yêu ơi, còn đâu tình yêu xin giá từ. Tự nhiên nói cái xong cái không nhớ. Chuyện tình bên ao cá phận bạc. Thấy màu hoa bí. Đúng rồi, em cũng thấy màu hoa bí, vùng lá me bay nữa kìa.
tím, bông ngô tím anh nhìn là không biết. Rồi. Rồi bây giờ lên đến phần buồn nè. Bạn bè gặp nhau cứ hỏi, đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười, rằng tại sao em ít vui, dù lời danh tài sắc giữa bao người. Chào hai anh em. Trời đất ơi, nghĩ sao mình bánh bèo tím với màu đỏ gì mà hai anh em được. Anh hai chào em. À, anh chào hai em. Bắt đầu trời đất ơi, trời. Xin lỗi mọi người thông cảm như em bị cận. Em ngồi sao? Chuyện tình bên ao cá kìa. Chuyện tình bên ao cá sao? Cái gì? Em áo tím phải tú trinh không? Nè, áo tím phải tú trinh không? Em không phải tú trinh anh ơi. Yêu cầu áo đỏ rồi hay vừa định nói hát bài đó tặng cho cuộc tình của ông mà nói gì thôi quê hát bài khác. Vừa định hát tặng cho ông luôn. Người phu kéo mon câu nè, tất mọi cuộc tình hay tím người xưa. Tím người xưa nãy mới hát rồi thôi mà không hát. Phận bạc hai lối mộng. Gõ cửa trái tim đi. Nhắc lại chuyện cái ao à. Gõ cửa trái tim đi. Gõ cửa trái tim, vắng anh đừng vào. Dù tình xót xa trong thân huyệt đau, ngủ vui với chim bồ, đợi niềm mất xanh xa. Nhưng anh vẫn ngóng tìm em mở cửa. Ờ, Tám có cái gì mà lần trước gặp em cũng ở ao có tích kìa. Hát đi đỏ. Trời đất ơi, mới nghe này kêu tên đừng không nghe mắc cười quá à. Hát đi đỏ. Nhắc lại chuyện cái ôm. Ôm ai, ôm ai. Người phu kéo mồ cao. Sao không nói gì? Cười. Hả? Không nói gì là sao? Không nói gì cơ. Đang nghe xô mà. Anh vào đây. À tức là gõ cửa trái tim mong anh đừng vào, anh vào đây hả? Trời đất ơi. Đây bao nhiêu cũng được á. Cái phòng này chỉ còn 15 phút. 12 phút. Nguyễn Thanh. Hello anh. Mình còn. Thôi coi như game show mình dừng ở đây ha. Chơi nãy giờ cũng khoảng tầm 10 phút là vừa, tại còn mấy phần sau nữa. Không ơi, nãy không yêu cầu gì hết trơn á. Đến gần xong rồi mới yêu cầu không à. Bây giờ sẽ tiếp tục. Bây giờ là hát theo kịch bản nha. Tại vì kịch bản nó cũng còn dài á, cho nên mình phải canh thời gian cho nó hợp lý. Bây giờ sẽ kịch bản này sẽ có tâm sự đầy tôi nè, con đường xưa em đi và rừng chưa thay lá. Mọi người thích nghe bài nào trước? Trở lại chuyện hai chúng mình khi anh với em biết nhau tình yêu. Cái đó là bài gì nữa? Trở lại chuyện hai chúng mình khi anh với em vừa biết đam mê, đúng không anh? Tình yêu tràn trề đúng không? Bài đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Biển mặn đâu đây không? Đang hát lên kịch bản mà. Con đường đi. Tâm sự đời tôi nè, con đường xưa em đi nè, rừng chưa thay lá nè. Không có bài con đường đi. Con đường đi. Con đường trước không? Con đường đi, trời ơi là trời. Sao mà nó tắt không? Lên mọi người mới vô nha. Thì lát nữa vẫn hát mà, nhưng mà ý là mọi người muốn nghe bài gì trước á. Thì hát bài con đường trước hả? Đến tâm sự rồi đến rừng chưa thay lá. Rừng chưa thay lá chưa hát lần nào luôn. Tâm nữ cơ. Tâm nào không hát xỉu xỉu. Ông chị nhớ có cái beat kia. Nhớ người yêu. Nhớ người yêu của anh em. À, nhưng mà bài hát đó không có trong kịch bản. Cái này mình hát bài không có trong kịch bản được không ta? À, khi nào mà mình như là rảnh mình hát xong mấy cái này hết trơn á. Lát
giờ cuối mình hát yêu cầu. Mẹ nó. Cái này là tội chơi ăn gian mà. Thank you.
đỏ đỏ tím tím nghe không muốn xỉu luôn. Rồi bây giờ là đến bài tâm sự. Oh my, look how... I'm
Thương em đưa đời hoang phế.
boss đầu tiên. Boss em phải gọi là boss già. Sai lắm rồi đó nha. Bạn ghi hết rồi anh em chơi tới đi kìa. Hello mọi người mới vào nha. Chuyện hoa xiêm có như quên. Áo tím của tôi. Trời ơi. Tiếng người em gái không còn nữa.
bởi vì chi quá à. Bảo kêu đưa tấm về lãnh cung hả? Cưng là thái giám vậy không? Tấm sẽ đề cử cưng lên nha. Ở đây theo như quan sát của tấm thì có mình cưng là hợp lý nhất thôi. Một bài cuối cùng. Hát xong bài này nữa, nếu mà còn như thời gian thì hát yêu cầu ha. Chắc cũng xém xém. Bỏ bạc. Riết rồi bé sầu sô không còn như ngày xưa nữa. Bé sầu sô bây giờ lầy quá. Ngày xưa hả, bình thường như xưa lầy lõi. Đến bé sầu sô là phải nghiêm trang ha. Theo kịch bản diễn sâu đồ. Nó giờ bung lộn hay gì, nó giờ làm nó cho lãnh cung quá trời, cái gì cũng nói được hết trơn á. Bởi vì gái phát hiện ra con ngon anh gái mới bỏ nè, đúng không anh Kiến? Nhiều đêm khắc khoải, đêm ưu tư trận kiến cho nhớ thương đông đây. Kỷ niệm xưa còn thời chơi bỏ câu hẹn thề để lại nhau cho xót và thương đau. Từng đêm mưa giăng sâu những nước mắt ban đầu mình đã hôn cho nhau.
tím với lại đỏ thôi, không có áo trắng đâu. Canh hay quá ha, đầy đủ thời gian luôn, còn đúng 1 phút là hết giờ nha. Mọi người nhớ là tối 20 giờ thứ năm hàng tuần là có Best Show Bolero gì nha. Mấy ông nào thích những chủ đề nào mọi người gợi ý đi. Chứ thấy ban tổ chức cũng sắp bí rồi đó, có mấy cái chủ đề bắt đầu xoay vòng lại rồi đó. Tại Bolero nó cũng ít, nó có mấy thể loại, mấy chủ đề thôi. Có gì mọi người cứ việc gửi cái ý kiến của mình lên trên fanpage á, Talktv á. 1 phút nữa. 81 phút nữa rồi ốp à. Áo trắng đi mô rồi, trời ơi. Em viết kịch bản hả? À, viết kịch bản đi. Cái ông kia cứ nói áo trắng quẩy ghê ghê á. Sợ sợ sợ. À, bye bye mọi người ha, đã hết giờ rồi. Hẹn mọi người với Best Show những lần sau nha. Bye, cảm ơn mọi người, bye bye. Tắt cái tăng cường độ mượt đi chị. À, quên chứ. Mở bậy, mở bậy.